sao? Ta
quả ớt trộn đồ lên đi con. Ba giết tôi rồi. Dạ, thần xin kính chào hoàng tử ạ. Nghe nói dạo này hoàng tử cùng các cung nữ trong hoàng cung đang bị bệnh nặng, ăn không ngon, ngủ không yên ạ. Đúng vậy. Ngươi có cách gì không? Hoàng tử cứ yên tâm, thần đã có cách rồi. Đây là một bài tập vô cùng tốt cho sức khỏe, sẽ giúp cho cơ thể dẻo dai, xua tan mệt mỏi. Tuy nhiên, bài tập này cần rất nhiều kỹ thuật phức tạp. Vậy hoàng tử cần phải chú tâm. Nghe thôi chưa? Rồi. Được. Dạ, thưa hoàng hậu, thần xin phép vào chữa bệnh ạ. Vào đi. Thế người đi chữa bệnh mà sao chả thấy thuốc thang gì thế, ra thế nào? Ui, hoàng hậu cứ bình tĩnh, cái phương pháp này của thần phương pháp này của thần là phương pháp vô cùng đặc biệt, đã có ở Anh Quốc từ thế kỷ 20 cơ ạ. Thế cơ à? Thế thôi, bắt đầu đi, nhanh nhanh nhanh. Dạ vâng, thưa hoàng hậu. Vậy thần xin phép được bắt đầu ạ. Mời hoàng hậu ngồi dậy ạ. Bây giờ hoàng hậu cứ nhắm mắt vào, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể ra đi ạ. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Thư giãn, hít thở đều, thả lỏng cơ thể. Đúng rồi thưa hoàng hậu, chính xác. Chuẩn bị sắp xong chưa? Dạ, thưa hoàng hậu, đây ạ. Hoàng hậu! Bà này đang nóng trong người. Ok. Nước uống thanh niên Gocha Hàn Quốc đây nè. Ai trong đêm khuya ho hoài không dứt, ai có làn da nhăn nheo sần sùi, ai không ngủ ngon, ai hay mệt mỏi, ai lên mụn cơm, mụn cám, mụn nhọn, hãy nhớ nước uống thanh niên Gocha Hàn Quốc. Đây chính là nước thanh niên Gocha được nhập khẩu từ tận Hàn Quốc đấy.
Làm cái gì mà bà? Đưa lên. Mai ta phải mang cái nước thánh du cha này vào hoàng cung để chữa bệnh lập công mới được. Khéo lại được thưởng to lắm đây. Ú, có cảm giác gì nhỉ? Hay là mình tưởng tượng? Kệ. Chà, biết là ai nhỉ? Chả liên quan đến mình.
ta quên mất. Còn hai người nữa. Vì cái tội nói dối, cả gan dám lừa lọc cả hoàng tộc của ta. Nên bây giờ, ta phạt các người phải đi ship tất cả những thùng du cha này đến vương quốc Leo Leo. Vừa đi, vừa học thuộc câu hát sau đây. Phải trung thực, không nói dối, đừng lừa lọc người khác. Phải trung thực, không nói dối, đừng lừa lọc người khác. Cười tao lên, cười đi. Cười to lên là người một thằng dài này. Ô, cái này dễ rồi. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.